cả bà con á. Đây em đi đầm bố cột á, các bác xem cho em xin một like đăng ký nhá. Đi đầm bố cột à các bác ạ. Bỏ em đầm rung rồi nhá. Em đầm rung rung kinh lắm mà nó không xuống. Chơi đầu chạy rồi các bác ạ. Đó, đầu chạy vào bắn nhờ nhanh. Đó, xuống. Nó dùng kính ra quả đồng xung rồi được đầu chảy nắp và búa này bắn cho nó nhanh các bạn. Nó xuống đấy, xuống ngát luôn quả đầm dung kia nó không xuống mà nó dùng máy em cái khổ luôn. Chắc là dùng được khô mai hôm nó dùng hết ốc này. Rồi phải tháo nó ra các bạn ạ. Chơi quả này thôi. Đúng mới dình. Đúng mới dình đã. Dùng mấy cái mà chết. Mấy hôm máy ra rõ. Tết ở đây luôn à. Đó, đến Tết luôn. Không biết nó thế nào. Xuống kinh khủng ấy. Đấy, đơn giản đó. Bắn này chấp tầm cóc luôn. Vừa đầm rung thì thua đầm cóc. Biết nó đánh cứ uinh. Thôi chứ, chỗ này không đâm được rồi. Nó ra chứ không đánh cho lúc thì hôm nay mà đầm nữa nó rơi ra rõ. Chết này nó có ốc luộc ăn các bạn.
nha.